Rồi, xin chào bạn. Chào anh, nói chuyện À. với anh chú nước ngoài luôn nha, trong nước luôn nha. À. Em đang ở Bình Phước. À, Bình Phước hả? Ở Lộc Ninh, Bình Phước anh. À, Lộc Ninh. Lần đầu tiên nè. Cũng như À, lần đầu tiên lên live à? em đi làm nghe thì nghe không à, em đâu nghe thôi, nghe mấy thằng phản động thì nhiều. Nghe rồi, trong suốt quá trình nghe nghe mấy phản động rồi thì cảm thấy sao? Em chửi nó quá trời luôn, rồi nó lóc em, nó ấy quá trời luôn. Mấy cái học đại học, đại học cái gì đó, bên kỹ sư đại học gì đó mà đi về nó làm rồi mà nó không được vô đảng, người ta không cho nó nắm đầu ngành gì, rồi nó tức, nó nghỉ, rồi giờ nó quay lại nó chửi, ui Thôi mấy mấy trời đó là nó nói không có tin nữa được, nó cứ nói vậy đó, nó cứ nói là đã làm gì, chẳng qua là nó hô cho to lên để cho những người nghe đó cảm thấy là cái lời nói của anh thuyết phục, anh có giá trị, tức là lòi. quăng đồ đạc không à. Còn bây giờ kêu thử, nếu mà đã kêu đại học hoặc kỹ sư gì đó, giờ thử hỏi coi nó trưng cái bằng cấp ra coi nó có không, Mà em hay hỏi là đơn anh thuần nó chỉ nói trên miệng thôi. đâu có cần phải vô nhà nước, mình đi làm công ty ở các công ty thực phẩm ngoài đầy thiếu gì bà, mà nó mở ta mở mình vô đó mình làm được có gì đâu, Đúng lương rồi, cao mấy triệu đầy luôn, vô mình giỏi thì ở đâu mình đã không nhận, mình cứ vô mình làm đem về người ta 30 mình lấy 15 triệu người ta ok mình liền, có gì đâu mà cứ đòi phải đòi vô nhà nước, lãnh lên nhà nước thì lương 2-3 triệu mà cứ đòi vô đó cắm đầu vô làm gì, để người ta làm đi, mình giỏi mà mình ra ngoài mình làm mà gì vô đó, mà nó với cái thằng quỷ thần thể mà nó thấy mình comment một câu cái là nó lóc mình à, mình không có nói được yêu cầu thứ hai đâu, thằng đúng thể luôn rồi, tụi thôi, nó cố thằng tình, tụi nó muốn bưng bít một chiều mà. thằng Bạch Công Tử ở nước bên Đức nữa, thằng đó nó chửi chỗ Bắc Trọng lắm, bữa nó lên qua chỗ anh Yến Tử Lan Ngân Tử gì đó, bữa lên cái anh gì anh chửi cho đấy, nó thục mặt chạy mất dép luôn, Công Tử Thằng lừa đảo chúa. Công Tử nó biết nó bị gì, nó kêu nó cũng đảng viên này bị cái gì cho mới đuổi giọt qua bên đó rồi quay về trời chửi, nó kêu ở ngoài mấy ông bự ngoài đó tàn bạn với bè của nó không biết làm gì kể bạn bè không. Ở bữa cái có cái chú nào mà cũng làm việc mà về hưu gì bữa không lên không, Lê ca, Lê ca đúng không? Cái chú lớn lớn tuổi, chú Lê ca đúng không? giờ chắc vậy quá lên chửi nó rồi À. nó đâu bữa, cho nó đâu cho lên đâu, nó ngồi nó Tắt nói với đèn mình. luôn. Tụi nó lại vậy đó, nó chỉ là rêu rao riêng chuyện, ví dụ cho những từ bên kia là cơ bản thì mọi người cũng thấy rõ rồi, lên mà trái chiều những thành phần bên đó là qua điêu lại có mấy gương mặt đó à. À, còn lên mà ông nào mà trái chiều thì nó khoái, nó ngồi nó nghe thôi, chứ còn ai mà lên mà nói đúng đúng về cái bản chất á, là nó lóc lên không cho lên, không cho nói chuyện đâu. Nó tính thế em nghe em ớn hồn chưa sống luôn, anh mua một con cá bắt đầu nó tính từ cái thức ăn qua cái nhà máy chế biến thức ăn đúng thế, nó tính một lời nó tính mua một cái con cá là nó tính thế, là em nghe em muốn trốn luôn nè, sợ luôn, tính thế em sợ luôn, nó ngồi tính kinh khủng đến Tại vì mục nỗi đích của tụi nó là vậy nè, mọi người hiểu không? Tức là nó mở like ha, nó mở cái like ra để nó kêu những thành phần gọi là xuyên tạc chống phá vào nói càng nhiều càng tốt, để làm gì? Để cái like đó nó quăng lên trên mạng. À, nó quăng lên trên mạng, mọi người cứ hình dung thế này là khi giờ mình là một người mình không theo, mình không người dân bình thường á, mình vào mình nghe. Thì mọi người cứ nghĩ đi, nghe một cái like mà từ đầu đến đuôi toàn nói một chiều không à, thì dĩ nhiên tâm lý mà mình sẽ tin, tại vì mình thấy ồ sao ai lên nói cũng vậy hết đúng không, sao ai lên nói giống nhau hết vậy, ừ chắc cái này nói thật, thì về lâu về dài nó sẽ nhồi nhét trong cái đầu người nghe đó là nó đúng. Vì chính vì vậy đâm ra mà khi mà anh em mà lên phản biện á, mà nói vạch ra cái bản chất của tụi nó đó, là tụi nó lốc, tụi nó không cho lên là như thế. À, nó không cho lên là như thế, bởi vì cái mục đích chính của nó là cái like đó nó để nằm trên mạng, chứ không phải là mục đích chính của nó là trực tiếp trên like giống như anh em mình ở đây đó. Anh em mình ở đây là tức là mình mở ra là cái gì,
mình lên mình trao đổi với nhau một cách sòng phẳng để cho nó ra vấn đề, nó giải quyết được dứt điểm vấn đề, để người 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 ta muốn trao đổi người ta sẽ hiểu được cái thực chất. Còn tụi nó không quan tâm, tụi nó quan tâm cái chính tụi nó là cái like của tụi nó là nó sẽ quăng lên trên mạng đó, để những người thí dụ ngày mai vào xem, hoặc là ngày mốt, hoặc là một vài tháng sau vào xem đó, họ xem từ đầu like cuối like, họ thấy ô sao 10 người lên cũng nói như vậy, à, chắc chắc tụi này nó đúng rồi. À, cái điểm là cái điểm láo của tụi nó nằm ở chỗ này. Cho nên là những người mà lên mà vạch mặt lên không cho lên đâu. Như dễ vậy cá chiều với nó đâu cho lên đâu. Đúng Giờ rồi. nói một bữa nay cần chọc thì nó lên nó hỏi có ủng hộ cộng sản, nó ủng hộ cái là nó bấm cái bùm bài xuống Đó. Tại vì như vậy lên là biết sao không? Và biết sao lên sẽ làm hư cái like của nó. Cái like của nó sẽ không có còn tròn ở để nó để lại trên mạng nữa. Đó. rồi. Cho nên là mà khi vào mà nó nghe mùi nó biết là mình lên mình phản biện thực chất vấn đề là nó lóc mình ngay, nó không cho, nó chặn mình ngay. Còn ngược lại, á, tụi nó mất dạy cái này nè. Thí dụ như cái like anh em mình đi. Nó vào rồi anh em bên này người ta rất hoan nghênh. Ok, nếu mà trao đổi một cách sòng phẳng rất hoan nghênh. Thì nó lại không trao đổi, nó lợi dụng câu chuyện nó chửi chế độ, nó chửi này chửi kia. Không, nó chửi này chửi kia thì dĩ nhiên rồi, khi không nhà mình thằng nào đi vô chửi làm sao mình chơi nó được. Đó, thì nó lại nó cầm cái đó lại tuyên truyền ngược lại. Cái độ láo tụi nó nằm ở đây. Đó đúng rồi, bởi vì nó lên hai năm em nghe hết tất cả các cái like của mấy thằng đó luôn á, em ghi cào em cứ bỏ được túi á, em nghe hết không thoát nào đó. Bùi nghe nó sủa, cứ sáng ra là nghe nó sủa bỏ túi, em cứ nghe nó sủa, nhất là có thằng Linh thì sủa dữ, với thằng 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 Lệ Thương Thương với Linh, hai thằng đó sủa dữ, mấy Thì thằng kia tụi nó đi sổ kiếm cơm mà. dạ. À, có mấy tay hải ngoại nó đang lên diễn đàn nó kêu gào đó, thì bây giờ cứ em nào ở trong nước Việt Nam nó, mà nó chỉ dành cho riêng, tức là nó nói rõ luôn nha, nó chỉ dành cho những người ở trong nước Việt Nam và những người Việt Nam nhưng mà hiện tại đang ở Thái Lan gì đó mới được vào cái đó là vấn đề gì, tức là chấp nhận đi chửi nhà nước Việt Nam á, thì mỗi tháng nó sẽ cho 100 đô 200 đô gì đó. À, thì ở đây nó lên cái gì, tức là mục đích tụi nó không rõ ràng, để nó mượn danh tiếng, nó lợi dụng về cái tiếng của người dân trong nước nói lên để những người nghe đó cảm thấy đây là cái sự khách quan. À, để những người nghe sau cảm thấy đây à đây sự khách quan là những người này nè, người ta đang ở trong nước nè, người ta sẽ không bao giờ người ta nói sai. Đó, mọi người hình dung ra được cái góc đó chưa? Nó rất À, là đúng láo rồi, cá ở điểm đó. có cái thằng gì mới hôm qua lên chỗ anh, nó lên cái vụ mà nó lên chỗ mình thì nó kêu nó không có chửi cộng sản nữa phải không, thằng gì đó Đúng rồi, Quỳnh Thanh, Quỳnh Thanh. Thanh hả, gì Thanh À, hả, Quỳnh Thanh, Thanh Quỳnh á thì Thanh Quỳnh đúng rồi, nó bữa đó. lên nghe lóc lóc gì rồi qua bên kia em nghe nó kêu mấy thằng kia chửi cộng sản. Ui, bà mẹ nó, mà em đâu có nhớ cái tên nó đâu, Đó. thấy cái mặt không nhớ, em đâu nhớ tên đâu. Bà mẹ thằng đó hai mặt. Hôm qua anh lên anh chửi nó đúng rồi, lên đi Bà, xạo. tức là mấy thế nào bạn biết không, tức là mình thừa biết bản chất của nó rồi đó, mình không cần cái thành phần đó, không cần nói chuyện với nó. Nếu mà nó đàng hoàng nó lên nó chịu cái đàng hoàng thì mình vẫn nói chuyện đàng hoàng, vô mà anh đề ba anh mở cái miệng ra cái câu là mình thấy là có vấn đề rồi, thì vấn đề đó là đâu cần thiết phải tiếp làm chi Đúng đó, rồi, nó chủ yếu nó lên nó mượn đường mình để nó nó chửi. chửi. À, nó mượn cái like, nó mượn cái đàn của mình để nó chửi nhà nước, nó chửi cho người dân Việt Nam đó, nó giữ người dân trong nước luôn để Có kích động đó mà. cái thằng gì thánh giống gì đó cứ lên like là mấy cái chửi dân Việt ngu, Việt ngu bà mẹ em đứng gần chết mẹ, ngu không nổi ngu. Nó cứ dần Thì đó là do mấy kia mướn tiền đó mà, trả tiền tụi nó thì tụi nó cứ quy định thế nào, chữ càng nhiều á càng cực đoan á thì lương càng cao đó, tụi nó có định mức hết rồi. mà giỏi vậy sao mà không giàu, không làm tỷ phú rồi, như người ta tàn ở trọ thứ gì đâu không, mà cứ lên thì cứ chỉ cán bộ thế nọ thế kia đủ trò. Ủa. Vậy mà cũng có, nói chung là có một số thành phần của nó thì like nó ngày trăm trăm mấy, trăm trăm mấy thì cũng băng, nó cứ qua lại có nhiêu thằng đó Đúng rồi, như đó chạy qua chạy đó, lại à. chạy qua chạy lại cái like nào cũng thằng Đinh Nguyễn nó cũng vô là nó sủa.
là nó À, thì bởi vậy tôi nói mục đích của tụi nó là nó làm để đưa cái like nằm trên mạng mà, hiểu ở không? bên Bạn ngoài Vũ đó Lâm hiểu nó uống thuốc của nước ngoài gửi về đó anh, cái ông già nuôi gì nó bên đó sao bên ngoài đó người trên Nguyễn á, à cửa em à đó à ông già nuôi gì nó không biết ông Lê Sang hay sao ông già nuôi nó hay sao không biết, ông nghe mấy người kia nó kêu mẹ chửi ông già nó chắc ông Lê Sang hay gì phải không biết, kêu ông già nuôi nó, ông già nó thì chết rồi còn ông già nuôi bên nước ngoài nó kêu thuốc Việt Nam tặng thuốc giả không bà ý mẹ, chắc ở trong Việt Nam mình uống thuốc chắc mình chết hết rồi quá cáo à. 97 triệu dân càng ngày càng phát triển. À, bữa nó nói cái câu này em mới mắc cười, nó kêu Việt Nam không có bị Covid là nhờ ăn đồ độc. Nguyễn hả? Mấy thằng nước ngoài đó, nó nói mà trong nước mình á nhờ ăn đồ độc mà ăn đồ độc với ở dơ ăn đồ độc kia nên không có bị Covid. Lại luôn. Bữa nào anh đi vô mấy ở siêu thị lớn anh quay anh dục lên bãi mặt rồi nó, bây giờ siêu thị mình đâu phải ấy đâu, ở chỗ em ở giờ nó bán bách quá xanh anh, nó xây hai ba cái đây này, mình đi mình thích chạy cái đó mình vô đó mình mua cũng đâu có mắc Đúng đâu, rồi, đúng rồi. xây đây nhóc vợ em nó đi mua hoài chạy ra mua cá mua rau mua đồ nó làm thẳng thẳng vô đó cứ mua đi về thôi À, nhanh, đúng chỗ Lục rồi. Ninh em mình xây mấy cái bách xanh điện máy xanh gì đầy xây chỗ Lục Ninh em nhỏ nhỏ nhưng mà cũng đầy đủ lắm, tiệm tiệm xe máy là 4 5 cái tiệm xe máy đó, bán xe máy 4 5 cái Đây, đó. nói chung ra mình giờ này quá vụ ở này. Ok Đi rồi cứ quay lên đó, đó cho tụi nó thấy. Mà cũng may đó, nói chung là cũng cũng nhờ sau này là anh em tức là những người dân trong nước họ nhìn ra được cái thực chất của cái đám này á, đâm ra cái ý thức mà gọi là cái tự tôn dân tộc á có rất là cao, cho nên là nhiều người cũng tham gia vào cái những cái cộng đồng mạng xã hội này để phản biện lại tụi nó, đâm ra nó cũng đỡ nhiều á. dạ đúng rồi, hồi trước em ở Cà Mau đó đường đâu có đâu, đi toàn đi đò đi ấy đi, bây giờ em về muốn lạc đường luôn, em không biết đường đi luôn á, đường trời Đúng đường rồi. em không biết đó, lâu lâu em đi em định hồi Tết này định về mình có viết viết này chắc qua mùng mấy em đi về quê nè, trời mẹ ơi đường giờ em nói xuống đường ví dụ mà đường nhỏ thì xe máy thì người ta làm bê tông đổ bê tông hết rồi đâu còn đường nào đổ bê tông, còn mấy đường lộ mà nhựa trước làm gì có đâu, nhựa đi bằng bằng đò không chứ làm gì có, bây giờ đâu có đò chạy đâu có chạy được anh đâu, ế là đâu có chạy đâu cần đi xe không à, Cầu nên phà ở giờ anh ta có cầu hết rồi, hết phà hết đò rồi. Tức là hồi à xưa em đi Cà Mau đúng không, từ thành phố về Cà Mau là chỉ có một đường, một là quốc lộ 1A thôi, đúng chưa, rồi đúng không? Còn bây giờ lại có thêm một nhánh nữa là khi tới Mỹ Tho tách ra đi cầu Cổ Chiên. à, đi Cổ Chiên thì đi đường Sóc Trăng, còn anh đi xuống Cần Thơ anh đi đường quốc lộ mới gì của đi vô thằng 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 gì đó ta, thằng tỉnh gì thì ngay cái nó nằm cặp của thằng Sóc Trăng đó, cái đường đó anh chạy thẳng từ Cần Thơ qua Cần Thơ đi xuống đoạn nữa rồi có cái đường đó anh thẳng một phát một về nó chỗ ra ngay Cà Mau luôn á, Đó, Bạc Liêu. nó không vô Bạc Liêu nó cái đường đó nó chạy vị vị đường Vị Thanh Hậu Giang cái đúng rồi đường nó Vị Thanh Hậu Giang nên nó quốc một phát một nó thẳng băng luôn, anh chạy bãi phe chạy số tới từ Cần Thơ quốc một phát 90, còn anh đi vòng ngoài đến đường Sóc Trăng Bạc Liêu thì đi ngoài còn nó quốc phát chỗ ra ngay Cà Mau luôn, nó đường nó làm đường chà bá chạy ào ào có ấy đâu, đi nhanh tốc hành luôn mà chào đường xây chào Diệp cao Vũ Minh nha. Chúc mừng năm mới nha Diệp Vũ Minh. Năm mới chúc bạn và gia đình an khang, sức khỏe và hạnh phúc. chào hết anh chị, nghe nãy comment nó nhảy mà em không thấy hết nha, chào hết mấy anh nha, Hôm xin lên nay là chơi lần cao đầu tiên, hôm nay mới là lần đầu tiên lên live nói chuyện hả? dạ đúng rồi đó, là nãy giờ em nghe bữa nay mới lên nè, à. Thấy gần gần thấy anh ngồi nói chuyện nói chuyện chắc này em Ừ thì giờ em đi làm á, giờ làm giờ em quen rồi, giờ là không buồn ngủ nữa, thức tới sáng bình thường quen à, tức là rồi mình dạ cạo thường thường à, cao su là cạo thường thường nó cạo ban đêm đúng không? dạ dạ đúng rồi, cạo đêm nó đỡ nắng nó đỡ mệt, đêm thì ví dụ À mà ấy thì mình cạo 4 giờ 3 giờ 2 giờ nhiều ít rồi đấy, em thì thường đi 2 giờ mình dậy rồi 3 giờ 2 giờ mấy có khi cũng 1 giờ mấy tùy theo bữa mưa hay nắng, nắng nắng thì mình đi sớm, mình cạo sớm thì với mình lại sáng
Với lại như vậy là nó để cho chống cái chuyện mà mau khô mủ đó, đúng không? Mình cạo nó mát thì mủ nó chảy nhiều hơn, mình cạo mà sáng thì nó nắng anh, mình cạo mặt trời lên nó gọi mình không thấy được, có cạo. Dạ. Còn như cây cây đó mình cạo cây mình úp lên rồi mình cạo bên trên á, cạo lên, còn để cạo dưới nó dễ rồi, cây non thì cạo ở dưới thì cạo sao cũng được, nắng gì cũng bình thường, còn cây mình cạo ở dưới xong mình cạo lên trên á thì nó cạo sớm đi thôi, mình ngước lên mặt trời nó gọi vô mắt. Bạn gì bố mình à, hôm nay không có chủ đề gì, tại qua tại vì nãy giao thừa xong đó thì mình cũng mở là mình muốn tất cả mọi người vào cùng chia sẻ về cái Tết, mà đặc biệt là mình cũng muốn là mọi người trong nước cùng chia sẻ với bà con ở hải ngoại á, mình trao đổi với nhau về Tết như thế nào để có cái gì đó giống như là giống như mình đi chúc Tết online vậy mà, gì vui mình đúng không? Thì sẵn câu chuyện ở đây thì anh em lên thì cái câu chuyện nào ấy thì mình cứ chia sẻ vậy thôi, chứ Ok. cũng không nhất thiết có chủ đề nói về cái mọi người. Nói chung mình nói cái chính là cái người Việt đối với người Việt và cái những cái ngày Tết vậy thôi, ngắn gọn vậy thôi. Dạ thì ở đây Tết thì mình đi mai mai thì đi mấy nhà ông bà đồ, mình đi thăm bà. Bà Tết dưới quê thì em đi sáng đi thắp nhang hết cả tất cả nhà bà con, là đi hết tất cả luôn, đi nguyên một ngày luôn á. Còn ở đây thì em không con thì đi có mấy nhà thôi, chứ còn dưới quê là đi nguyên một ngày đi không hết luôn. Đồng dưới quê thì đồng lắm thì đi không hết rồi. Em đợt em tại quê hả, em 5 ngày em không có ăn được miếng cơm, ăn cháo không, 5 ngày liên tục, tới ngày thứ sáu em đi em xin thôi, em không uống nữa, em đi đi thôi, chứ còn 5 ngày không ăn được miếng cơm này luôn, cháo không, gặp cứ 9 giờ kéo đầu nhận cho tới 12 giờ đêm, nằm xíu sáng ăn dậy ăn miếng cháo, cứ nhận tới 9 giờ nhận tiếp, cứ vậy nó làm khỏi gục đầu vậy luôn. Lâu lâu về cái ông này kéo, ông kia kéo, đông mà con đông, trời gần chết. Rồi sao Mà hôm nay cái cảm giác là lần đầu tiên lên lên live thấy nó sao? tâm sự anh em là cũng vui. Là không, ý có cái gì lạ lẫm không, có cái gì cảm giác là nó lạ lẫm với khác cái chuyện mà khác với cái chuyện mà bạn thường hay đi comment mà phản biện tụi nó không? Biết cái gì đó mình nói, còn mình comment em thì mình viết, nó nói 1 giây thì mình viết được có 1 câu, đâu ăn thua gì đâu, mình lên đây mình Đúng nói rồi, đúng rồi, cái gì nó thực mới truyền tế đạt, nó mới tải, nha. nó mới toát ra được hết cái ý mình, đúng không? Hai Thì chồng ở đó đây thì làm công nhân đã, cũng nhà cửa đồ ngon ấy chứ đâu phải đâu, như nhà em cũng ấy chứ đâu phải làm công nhân, lương em cũng đâu có cao đâu, người ta cũng làm nhà ở đây cũng quê thì nó vậy thôi. Nhà em không bật đèn trong nhà, em tắt mới tắt tí, nãy giờ đón giao thừa xong em cũng mới tí, chứ quay ta sơ cũng có sơ nhà. cho mọi người, quay sơ sơ cho mọi người coi cái Vũ Lâm, quay sơ Dạ sơ về cái nhà của mình để cho mọi người thấy, để mình tức là mình nói là mình dẫn chứng cụ thể chứ mình không có phải là mình xạo hay cái gì để bắt công mẹ mấy thằng kia lại xuyên tạc nữa đó, mọi người em thấy đang không? nhân thấy không, Đó, nhân nhà bằng lương gang công này nhân luôn thôi nha mọi người đó. nè, bằng gang À, nè bật bằng à, khen này là hai chồng về cái gì Vũ Lâm, về phong trào hay gì? em tiến sĩ thi đua rồi đó anh, bên công ty này mình làm À dỗ à đó mọi người thấy đi, tức là đây đây là một anh ở dưới ba Cà Mau đi quê lên không em, định cư tại Bình Phước, TV Chà Bá Lửa luôn, định cư bá lửa làm công nhân cào mũ cao su thôi đó, mọi người thấy chưa? ghế bẩm con đàng hoàng rồi Trời ơi, đồ gỗ luôn, thứ dữ luôn chứ không phải là cùi bắp đâu mà. Đó quá đẹp rồi còn gì nữa. đây có thiệt, chứ mình đâu đi làm công nhân, hai chồng cũng làm công nhân chứ đâu mình đâu có làm đâu, mình kêu đói đói ông nội mấy thằng chạy. Vũ Lâm giới thiệu sơ lại luôn đi, tức là mình làm công nhân công ty gì đó là nói lại luôn cho mọi người vào sau người ta nghe rõ. Bên công ty cao su Lộc Ninh, công ty cậu mũ cao su, dạ. Mình đi làm công nhân cậu mũ chứ không phải mình làm cán bộ đâu, cán bộ người ta còn giữ hơn mình nữa. Đúng rồi. Chung em làm cũng được mười mấy năm, Mười mấy năm à? dạ. Hai vợ chồng cùng làm luôn hay là chỉ có mình Vũ Lâm làm thôi? Hai vợ chồng cùng làm luôn anh.
Thì lúc đó đó thì tức là làm hai vợ chồng của mình làm trong bao lâu á thì mình cất được căn nhà như thế này? Làm cũng em làm em mua đất, em mua đất trước rồi em mới cất nhà thì cũng mới cất đây à. Em làm thì mình hồi mới mới ấy thì mình có gia đình thì mình làm cái nhà cũng vừa vừa mình ở thì con nó còn nhỏ đó mình cũng ở vậy mình cứ làm rồi em mua đất rồi này kia vậy đó. Mua đất xong rồi ấy rồi mới cái nhà con nó lớn rồi không mới làm nhà, con nó lớn rồi làm nhà cho nó ở. Chứ trước thì hai chồng thì hôm ở cái nhà nhỏ nhỏ đi làm thì đặt ở đây. Vậy cái ngày á, cái ngày mà hai vợ chồng của mình á vừa mới lên đây để quyết định để lên đây định cư để làm kiếm sống á, thì lúc đó thì trong tay của hai vợ chồng của mình á là có tiền bạc, có tài sản gì không? Không anh em lên đây em đi cái mình không là lên đây còn mượn người ta nuôi cơm nữa có đâu. Rồi trong 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 thời gian bao năm, làm bao bao mấy năm thì mình mua được đất? Làm cũng 2-3 năm gì đó mua cũng được ít đất rồi. Rồi em hai chồng cũng ba hai hai năm 2-3 năm gì đó mua đất lúc đó còn rẻ Coi như là hai ba mua năm mua được miếng đất rồi, mấy năm sau thì mình cất được căn nhà như hiện tại bây giờ. lương thì nó cũng cao hơn có mấy năm trước trước thì lương nó cũng hồi hồi em làm lương có 1 triệu mấy 900 mấy 1 triệu mấy một tháng á lúc đó đó rồi lên lên lúc đó trên này cái công nó cũng rẻ 20 mấy ngàn một ngày hay gì thôi á lúc đó rẻ lắm rồi mình ở đây thì ăn uống đồ nó cũng rẻ mình ăn mình em cũng không tiết kiệm lắm nói chung em ăn em cũng chả tiết kiệm đấy ăn thoải mái thịt cá là mua thoải mái ăn cũng thoải mái không có thiếu cũng ăn phải tiết kiệm không phải keo kiệt đúng ăn uống nhưng chứ keo keo như mấy tên kia nó còn dữ hơn em nữa tên nó còn giàu hơn mình nữa Tức là cái số lượng cho anh họ Vũ Lâm cái này, tức là trong số lượng mà công nhân làm cùng cùng công việc giống như Vũ Lâm á thì có bao nhiêu người thì đã để dành dụm mà sắm được nhà cửa như 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 Vũ Lâm hiện tại? nhiều lắm anh nhiều ở chỗ anh làm nhiều lắm ta đã có đi làm là người ta làm được hết làm có khi hồi em lên thì người ta làm trước mình người làm sau sau mình thì những người trẻ trẻ thì sau này nó cũng cũng những người lớn lớn còn trẻ trẻ thì nó cũng đi làm Bình Dương nhiều còn mấy người lớn lớn thì người ta có nhà có cửa hết rồi cũng làm cái nhà có cửa hết giờ hơn em nữa hơn nhiều chung làm ngành này Thì thì mình không có nhiều nhưng mà mình cũng sống được hiện tại hai vợ chồng cùng làm chung công ty luôn hay là bà xã của Vũ Lâm đi làm công việc khác? chung anh hai chồng làm chung Rồi con thì cứ gửi đi học vậy hả, đi nhà trẻ vậy hả, tối đón về. con thì thằng đứa lớn nó đi học trường sáng nó đi học ở trường trường nó cũng gần anh sáng trường tiểu học thì nó gần chỗ nhà còn trường cấp 2 thì nó chạy ra mấy cây số vậy đó Nhà cũng rộng ghê chứ. nhà em Nhà một tính trăm em hết cả vòng nếu mà tính hết chân rộng lắm mà 100 gần 200 mấy chục mét vuông đó anh là rộng nhà không hả? Là diện tích nhà không hả? 250 mét vuông hả? cái em xây hết vòng ngoài rào cho ấy là 200 mấy còn là trong cái nền nhà chính là 120 hai mấy gì đó dạ thì mình sang đồ mình đổ mình ấy hết luôn giống như cái trong cái nhà luôn vậy Coi như là bây giờ là gọi là tạm tạm thời gọi là an cư rồi đúng không? An nhà cư thì đúng không không nhà? giờ nhà thì mình không có ngó tới nữa bà nó xong rồi Coi bây như giờ là làm lo nữa giờ là sắm sắm vàng giờ mình làm bỏ tiền vô ngân hàng thôi không? nói gì mấy Bỏ gặp nghe chứ cái mẹ tiền. Không, tức là sự thật thì nó là sự thật thôi. Đúng không ạ? Sự thật nó là sự thật nhà thôi chứ cửa mình. ổ đồ không có xe hơi thôi nói chung ở đây thì mình không có xe hơi thiệt đúng là chịu không có xe hơi có Thật xe ra hơi xe cũng biết hơi nó chưa có nhu cầu, nó nhưng thẳng luôn, mà không xe biết hơi là chạy đi chưa có đâu nhu cầu. Đúng rồi, thì nhu cầu đó
nhu cầu sử dụng á. Dạ, có chiếc xe máy mà cái đậu nè, mới chiều mới xách ra rửa đậu nè. AB à, AB à. Dạ bên nè, À. mua hồi năm 2013 hay gì mà tới giờ chạy em chạy mới đâu mười mấy 20.000 cây số mấy. Ừ. Đậu không à, có một chiếc mà cứ đậu không có đi đâu. Thì đúng rồi, thì trên đó thì đất đỏ không à, đi cũng Năm đâu đâu có biết nữa. nay người ta cũng nhà nước nó cũng nông thôn mới đó, công ty đổ đường bê tông hết này, có chỗ đường xuống em thì nó bữa giờ họp họp mà nó cũng có mấy nhà nhà kia nó cũng lẹ ngàn nó đội công nhà nước làm hết, bữa hổm thì mình bỏ công ra anh ta đội vật liệu mình bỏ công nữa mà À dạ. còn lẹ ngàn nữa. Rồi bữa giờ nó chưa làm chứ mấy vòng vòng nó làm hết anh, điện đồ nó người ta cũng kéo hết rồi. Thì đó thì đây thì ra thì nếu mà mình nói theo một góc nào đó chính xác là dân tham á, đúng không? Dạ đúng rồi. Không, cái này thực tế không phải là mình nói mình bẻ câu chuyện gì, nhưng mà thực tế tại vì tham là tham thế nào, thay vì bây giờ ở cái tuyến đường đó 100 hộ đi, đúng không, thì hết 90 mấy hộ người ta ủng hộ cái câu chuyện này, bởi vì thực tế làm đường là tốt cho tất cả mọi người Dạ đi nó chứ ấy không cho riêng ai hết, đúng không? Mà họ cố tình họ muốn, tức là họ không sợ, họ sợ mất cái một chút gì đó quyền lợi cá nhân của họ, họ không chịu ủng hộ. có mấy mấy người đó người ta cũng dạng nó cù kèo để cho nhà nước bỏ tiền hết vậy, dạng vậy cũng chùm chùm keo quá mà chùm dạng Họ tính toán, tức là họ tính toán, họ chia ly dạ đó. Đó, thì hiện tại tới bây giờ từ ngày mà Vũ Lâm lên đây định cư tới bây giờ là được bao nhiêu năm? cũng em lên 2 năm 22 giờ cũng 19 hả 20 năm hả 202 giờ 22 giờ 20 năm. giờ 22 năm Đó, tức là mọi người cũng thấy rõ câu chuyện. Ở Việt Nam là vấn đề là chịu làm và phấn đấu, giống như là bạn Diệp Vũ Minh nói nè, thì sẽ có thành quả thôi, đúng không? Tới bây có giờ hiện tại hai vợ chồng nghĩ đi, có một miếng đất và một căn nhà là tổng diện tích là 200 mấy chục mét vuông, và tiện nghi nhà cửa thì là phải nói là đầy đủ luôn, chứ không phải, nói là tương đối nữa. Tivi, xe máy, tủ lạnh là có hết rồi, chỉ có cái xe hơi thì xe mình gọi là ô tô thì về cái nhu cầu người người ta chưa 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 cần thiết dạ đúng nên rồi không sắm thôi. dạ Chứ còn bây ô mà cỡ Vũ Lâm mà nếu có nhu cầu sắm khỏe, ô tô đúng Vũ không, Lâm nó cái thằng sắm khỏe thôi. nó đi dịch vụ thì nó cũng sắm về nó chạy dịch vụ thôi chứ mình không có, chứ nó cũng sắm bình thường anh, ra mua thì mình mua mình có làm có ra guồng thì mình trả bình thường, ví dụ Đúng mình ít rồi, tiền mình đưa 500 triệu hoặc 500 triệu thì mình trả, còn 500 triệu mua 1 tỷ thì mình trả từ từ trả 500 góp triệu nhỏ vậy mà về mình chính không sách trả góp nó mới rộng mà dạ nhiều mà. mình thì làm cái nghề này thì mình cứ vậy thôi, tình tạm giờ em mốt em làm xong em mốt em về em lãnh tiền hưu 4-5 triệu một tháng sống phà khổ chứ, ở vườn thì cứ trồng rau lên mà sơi gà nuôi một vườn gà con nhóc này kia ăn thoải mái thôi có gì đâu, rau bầu bí cải gì cứ trồng thoải mái ăn mình Có nghe làm vườn là mà có ăn. dạ đâu cần phải mua mua ví dụ em nói rau ngày mua 20.000 ăn cả ngày, nhà thì có gia đình có 4 người đâu có nhiêu đâu, 2 chồng với 2 đứa con vậy. Hai đứa hả? Hai chồng đây có được hai đứa hả? Dạ em 2 đứa anh Thì cũng mừng. dạ chúc Vậy mừng nè em Vũ Lâm nè, bây giờ cũng 4 giờ rồi, 4 giờ sáng rồi, thì chắc anh sẽ ngưng cái live tại đây. Thì cũng cảm ơn Vũ Lâm nhiều lắm đã lên tham gia và chia sẻ những cái gì nó thật nhất vào cái đời sống của một người công nhân cào mũ cao su ở Việt Nam, và cụ thể là ở nông trường cao su Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, đúng không ạ? Giống như câu chuyện bạn chia sẻ thì cũng nói lên cái điều gì, tức là ở Việt Nam á, là biết phấn đấu biết làm Dạ thế thì mình làm sẽ mình có dư có ăn dạ cũng khá có lên chứ dư không có phải ăn, đúng rồi, mình cất được muốn cái nhà. gì có 3-4 cái điện thoại chứ là không có điện thoại trong cụ bắp đâu điện thoại mua À, 50 đầu tư rớt lên rớt xuống bể dục mua cái khác chứ cũng đâu phải không có đúng tiền đâu rồi, đó đó là cái điều đáng quý.
Thì cũng cảm ơn Bố Lâm nhiều lắm. Thì hẹn Bố Lâm, ví dụ sau này đây rảnh rang thì cứ lên, cứ vào like, ví dụ có thời gian thì cứ gửi yêu cầu lên, mọi người chia sẻ với nhau gì đó, hoặc là mình nghe những cái câu chuyện gì đó mà nó không đúng thực tế, nó trái tai gai mắt, thì mình cứ mạnh dạn lên mình phản biện lại những câu chuyện đó, để giúp cho người dân có cái ánh nhìn đó chân thật hơn, nó rõ ràng hơn về cái cuộc sống của người Việt của mình. Em thì không có gần thì chính trị chính em mình không biết cái vụ đó, mình cuộc sống mình chia sẻ gì thôi, chứ còn Đúng không rồi, anh em đúng rồi, biết đấy thì nói chính trị rồi thôi, chứ mình đâu có, em đâu có biết gì ba vụ đó, đúng, nên cuộc mình sống chỉ là người dân thôi, mình chỉ là người dân, mình lên nói lên những tiếng nói thực tế nhất cuộc sống hiện tại mình ra sao, mình nói như vậy thôi, chứ mình cũng chẳng chính trị chính em gì cả, và cái like của anh mở ra cũng chẳng có mục đích là chính trị chính em gì ở đây hết đó. Tại vì do mình thấy những cái luận điệu nó xuyên tạc, nó quá chớn đi, đúng không, nó quá chớn mà nó quá đặc điều, thì mình cảm thấy là mình bức xúc, nó kích thích cái lòng tự tôn dân tộc của mình lên, để mình cất lên tiếng nói, mình vạch mặt cái bản chất của tụi nó, để cho bà con kiều bào hải ngoại nhìn ra được thực chất nó nằm ở đâu, thế thôi, đúng không ạ. Cảm ơn Vũ Lâm nhiều nha. Rồi, Rồi em kể hẹn chào gặp anh. Vũ Lâm vào năm mới, chúc gia À đình đúng rồi. an khang thịnh vượng nha, hạnh phúc nha. Dạ. Rồi, Dạ sức rồi khỏe em chúc nhiều hết rồi. anh chị ở trên Rồi. diễn đàn về sức khỏe luôn nha, hạnh phúc phát tài nha, em mới ăn mai mua tờ vé số làm 2 tỷ bỏ ngân hàng rồi. Rồi, xin cảm ơn Vũ Lâm. Hy vọng gặp Dạ lần chào sau sẽ gặp anh em gặp thế. Rồi, ok. Thì đó, thì cái đầu năm thì cũng rất vui khi mở được cái live này để cho mọi người vào chia sẻ những câu chuyện buồn vui gì đó, và những cái Tết trăn trở của những bà con ở xa không về được để đón Tết cùng gia đình. Thì cũng mong là qua cái live này cũng chia sẻ được phần nào với mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Xin bye bye. Happy New Year.